Hải Tú khoe ảnh Noel nhưng bị bắt thóp chỉnh sửa quá lố, Bảo Thy khoe sắc trong biệt thự triệu đô. Lướt một vòng mạng xã hội, netizen liên tục được chiêm ngưỡng những hình ảnh ngập tràn không khí Giáng sinh của sao Việt. Sau màn tái xuất gây sóng gió, Hải Tú rất chăm chỉ đăng ảnh tương tác với người hâm mộ trên mạng xã hội. Cụ thể mới đây vào tối 24 tháng 12, nàng thơ Sơn Tùng đăng tải loạt ảnh khoe nhan sắc đỉnh của chóp chào đón Noel trên Instagram cá nhân. Vi rùa xinh xỉu của Hải Tú được dân tình ngợi ca hết lời. Hải Tú chia sẻ, Tú xin chúc mọi người một Giáng sinh an lành, tràn ngập niềm vui và hạnh phúc nhé. Cầu mong những điều tuyệt vời nhất sẽ đến với tất cả mọi người. Khuôn mặt tươi tắn rạng rỡ của người đẹp đốn tim hàng loạt cư dân mạng. Nữ diễn viên xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp kèm thần thái cuốn hút. Đáng chú ý, Hải Tú còn tiết lộ nhận được món quà vô cùng đặc biệt trong ngày Noel là chiếc mũ của người hâm mộ tự tay làm. Tuy nhiên có vẻ tân binh V-Biz đã chỉnh sửa hơi quá đà nên bàn tay biến dạng thấy rõ. Có thể thấy mỗi lần Hải Tú lộ diện, nhất cử nhất động của cô đều không thoát khỏi tầm mắt của các thánh soi. Cách đây vài ngày, Hải Tú cũng rước thị phi sau khi đăng tải full bộ ảnh xuất hiện trên tạp chí danh tiếng lên mạng xã hội. Cụ thể, trên Instagram cá nhân, nàng thơ của Sơn Tùng MTV khoe visual đỉnh cao trong loạt khoảnh khắc chụp cho Lo Official số tháng 12. Có thể thấy nữ diễn viên xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp rạng rỡ kèm thần thái đầy cuốn hút. Cô nàng cũng không quên viết đôi dòng chia sẻ gửi đến người hâm mộ. Xin chào tất cả, những tâm hồn đáng yêu ngoài kia lại là Tú đây. Việc Hải Tú là một tân binh được lên bìa và có bộ ảnh riêng trong một tạp chí khiến dân tình tranh cãi nảy lửa. Chưa dừng lại ở đây, Hải Tú còn bị nghi là nhân vật được Alex Ford, giám đốc sáng tạo của tạp chí L'Official Việt Nam nhắc đến. Trên trang cá nhân, Alex Ford chia sẻ, úp hình mà không credit không có nghĩa mình là ngôi sao mà chỉ cho thấy mình vô văn hóa. Theo đó, người ta nhận ra trong loạt ảnh mới được Hải Tú đăng tải trên Instagram, người đẹp đã thẳng tay cắt sạch tên thương hiệu tạp chí mà không thương tiếc. Chỉ có đúng ảnh cuối cùng mới được gắn logo đường hoàng. Tạp chí Lo Official cũng đã đăng tải bức ảnh bìa này với đầy đủ ekip thực hiện, trong đó có giám đốc sáng tạo Alex Ford. Chính vì điều này nên càng dễ suy đoán người mà anh đang nói tới là Hải Tú, gương mặt trang bìa mới nhất của tạp chí Lo Official Việt Nam. Trước những ồn ào này, Hải Tú và phía công ty luôn giữ im lặng. Tạm gác lại câu chuyện của Hải Tú thì trong tối 24 tháng 12, một sao nữ cũng thu hút sự chú ý không kém, đó chính là Bảo Thy. Trên trang cá nhân, Bảo Thy cũng nhanh chóng nhập hội với những mỹ nhân khác khi xả kho bức hình chụp tại biệt thự sang chảnh trong khu nhà giàu. Giọng ca công chúa bong bóng tươi tắn rạng rỡ chụp ảnh cùng quý tử đầu lòng. Bà xã Phan Lĩnh chia sẻ, Giáng sinh đầu tiên của mẹ con mình thật ấm áp và hạnh phúc. Nữ ca sĩ cũng không quên tạo dáng canh xạ hết nấc. Dưới phần bình luận, netizen nhận xét khí chất của cô đúng chuẩn phu nhân hào môn. Bên cạnh nhan sắc đỉnh chóp của mẹ bỉm Bảo Thy, dân tình chăm chăm chú ý tới khung cảnh hoành tráng sang chảnh trong ngôi biệt thự tiền tỷ của nữ ca sĩ. Người hâm mộ choáng ngợp trước cây thông khổng lồ được trang trí công phu đẹp mắt ở bức hình. Suốt 9 tháng 10 ngày mang bầu, công chúa bong bóng quyết không lên tiếng thông báo tin vui hay hé lộ bất kỳ khoảnh khắc nào. Sau khi em bé chào đời khỏe mạnh, mẹ bỉm mới thoải mái hơn khi chia sẻ những bức ảnh cực ý nghĩa trong thai kỳ. Chỉ ở trong ngôi biệt thự bề thế khu nhà giàu mà Bảo Thy cũng có loạt ảnh kỷ niệm cực xịn chẳng khác gì studio. Dưới ống kính của chồng, nữ ca sĩ tự tin khoe nhan sắc mỹ miều và bụng bầu xinh xắn. Loạt ảnh lúc mang bầu ở tháng thứ 9 của Bảo Thy được nhận xét là vô cùng tươi tắn rạng rỡ. Mặc dù mang bầu và tăng cân nhanh chóng nhưng Bảo Thy không bị rặn bụng như nhiều mẹ bỉm, Hòa Minzy, Võ Hà Trâm. Sau 2 năm lên xe hoa về nhà hào môn, cuộc sống của Bảo Thy thêm phần trọn vẹn khi chào đón quý tử đầu lòng.